em Tùng gửi đến anh em cái mấy cái cành từ Mỹ về. À, cái mã này ở Việt Nam vẫn có nha anh em. Thì mã này là 2434-20. Rồi, hàng này từ Home Depot Mỹ về. Sử dụng 12V. Rồi, em gửi đến anh em xem ha. Thợ không chổi than nha anh em. Rồi, ok, đây. Em này sản xuất tại China, xuất Mỹ, vào thị trường Mỹ nha anh em. Rồi, cái này, đây, thợ không chổi than, có mod điều chỉnh, cầm khá gọn tay, và nó có cái đeo ở đây. Rồi, Tùng sẽ gắn cục pin vào. Rồi, cái này là các cành nha anh em ha. Rồi, điều khiển lên. Cái này nó khá là dày. Móc. Rồi, điều chỉnh mod. Điều chỉnh mod tiếp. Cái này là mở miệng nó lớn hơn. Còn đây là mở miệng nhỏ hơn. Đây, mở miệng lớn hơn đây. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 100 thì cái giá của nó là rẻ hơn hàng hãng nha anh em.